Dân mạng quốc tế kinh ngạc, không thốt lên lời khi xem video về sư thầy Việt Nam Thích Minh Tuệ. Trong những ngày qua, hành trình của thầy Thích Minh Tuệ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân Việt Nam. Trên khắp các trang mạng xã hội xuất hiện không ít thông tin, hình ảnh về ông. Điều đáng nói là không chỉ có sức ảnh hưởng ở trong nước mà hình ảnh của thầy Minh Tuệ cũng đã được đăng tải lên trên mạng xã hội Reddit với nội dung đây là một vị sư khổ hạnh chân chính của Việt Nam. Video về thầy Thích Minh Tuệ sau khi được đăng tải đã nhận lại được hàng nghìn bình luận và sự chú ý của dân mạng quốc tế. Vậy họ đã nói gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Ông tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, quê gốc ở tỉnh Hà Tĩnh, thường trú tại tỉnh Gia Lai, từng là nhân viên đo đạc địa chính. Năm 2015, ông xuất gia đi tu tại một ngôi chùa với pháp danh là Thích Minh Tuệ. Sau đó, ông rời khỏi chùa và tập học tu hạnh Đầu Đà từ năm 2017 cho đến nay. Theo đó, thầy Thích Minh Tuệ tự nhận mình đang tập học theo lời dạy của Đức Phật. Ông tu hành theo pháp hạnh Đầu Đà, tức khổ hạnh. Mặc áo vá đi khuất thực, ngày ăn một bữa, tối ngủ dưới gốc cây hoặc là nơi nhà hoang, nghĩa địa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi. Ông tự nguyện khổ hạnh về ăn, mặc, ở để được giải thoát theo quan niệm nhà Phật. Tính đến nay thì thầy Thích Minh Tuệ đã thực hạnh Đầu Đà được 6 năm và đã có 4 lần đi bộ từ Nam ra Bắc rồi quay lại. Các chuyến chân trần xuyên Việt trước đây của ông không gây ra sự ồn ào nào, nhưng đến lần này, thỉnh thoảng ông lại thấy xung quanh có nhiều người đi theo và xin chụp ảnh, quay video của mình. Dù bản thân ông không chủ động lôi kéo sự chú ý của dân chúng, nhưng khi có người xin đi theo về Hà Giang, ông đáp, nếu thấy an lạc, hạnh phúc thì cứ đi, con không mời, cũng không xua đuổi ai cả. Đồng thời, ông ấy cũng đã lên tiếng không đồng tình với những người tạo ra cảnh tượng náo loạn xung quanh. Những đoạn video về thầy Thích Minh Tuệ nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận trong nước lẫn quốc tế. Rất nhiều người nước ngoài bày tỏ sự tò mò và muốn biết nhiều hơn về ông. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người cho rằng đây không phải là nhà sư thật sự. Sau đây là một số bình luận mà app sưu tầm được. Tôi đã thấy những nhà sư khuất thực như thế này nhiều lần. Nếu bạn cho anh ấy tiền, anh ấy sẽ không lấy. Nhưng nếu bạn cho anh ấy đồ ăn và đồ uống, anh ấy sẽ nhận. Đây là một nhà sư thực sự, tốt hơn nhiều so với những nhà sư giả béo ú, tai to bụng bia. Thời buổi này vẫn còn người tu tập theo kiểu này à, có tin được không nhỉ? Không hiểu tại sao cả đám người lại tụ tập đến chỉ để xem một nhà sư đang trong hành trình tu tập, người Việt Nam rảnh rỗi như vậy sao? Tôi đã khóc khi xem video về nhà sư này, dân chúng đang khát khao một hình ảnh nhà sư đời thường như thế. Đây là nhà sư khổ hạnh tại Việt Nam sao? Cách thức tu tập này đáng được công chúng ta tôn trọng. Ngày nay có quá nhiều nhà sư giả, họ lái những chiếc xe sang trọng đắt tiền, có vợ con và có mọi thứ họ muốn. Tôi không ngờ ở Việt Nam cũng có những nhà chân tu thật sự như vậy. Chúc phúc cho đất nước Việt Nam. Đây có lẽ không phải là một nhà sư chân chính vì chẳng có nhà sư nào thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người như vậy. Chắc chắn có một kịch bản được dàn dựng. Không tiền, không vật chất, chỉ là lòng tu đạo và hướng về Phật Pháp. Đây mới là những người khổ hạnh thực sự, không giống như một số người suốt ngày phát sóng trực tiếp, muốn cả thế giới biết và sau đó kêu gọi cúng dường. Không phải ai cũng có thể gặp và nói chuyện với một nhà sư khổ hạnh thực sự, vì số lượng nhà sư như thế quá ít. Ai cũng có thể cho tôi biết thêm thông tin về nhà sư này được không? Trong rất nhiều video tôi thấy nhà sư ấy không có ý định nhận bất cứ thứ gì từ người dân đưa cho. Nhưng tại sao nhiều người cứ cố tình không hiểu vậy chứ? Nếu quý trọng nhà sư thì phải tôn trọng họ chứ. Vị nhà sư này đến từ Việt Nam sao? Tôi nghe nói thời tiết ở Việt Nam rất nóng. Làm sao một người bình thường có thể đi bằng chân trần như vậy được? Thật đáng khâm phục. Ở Trung Quốc không có nhiều nhà sư như vậy. Đa số đều sống trong chùa to, ăn mặc sung sướng. Chẳng hạn như Thiếu Lâm Tự, không phải là tu sĩ mà là một đoàn thể. Còn những nhà sư khổ hạnh như thế này mang đến cho người dân một luồng gió mới, giúp mọi người hiểu hơn về Phật Pháp. Hãy nhìn vào vai và chân của nhà sư này đi, có dấu vết chai sần của những lần bộ hành vất vả. Đó mới là nhà sư học theo lời Phật dạy, muốn đến Việt Nam để ngắm trực tiếp. Dù mới chỉ nhìn thoáng qua nhưng tôi cảm nhận được sự thuần khiết và nhân hậu trong ánh mắt của nhà sư ấy. Tôi ngưỡng mộ những nhà sư khổ hạnh như vậy. Đây là nhà sư chân chính, giản dị và khiêm tốn. Đây là bản chất chân chính của nhà sư được thể hiện một cách sống động, chân thực. Người Việt Nam rất mê tín dị đoan, đó là lý do tại sao những nhà sư luôn có địa vị và tiếng nói rất lớn trong xã hội.
một người khổ hạnh chân chính sẽ không bao giờ xin tiền, thế nên tôi không hiểu tại sao những nhà sư trong chùa lại có thể xin tiền của dân chúng như thế. Đây mới là những người đệ tử chân chính của Đức Phật, dù không có gì trong tay nhưng có khuôn mặt hiền hậu, uy nghiêm. Trong tay họ không có gì, quần áo chắp vá, không quấy rối dân chúng, cũng không nhận tiền. Phương pháp tu khổ hạnh rất hiếm khi được các nhà sư lựa chọn vì quá gian khổ. Tôi nghi ngờ đây là một nhà sư giả, việc đi chân đất từ Nam ra Bắc là một chuyện không tưởng. Điều mà người tu khổ hạnh tu tập là tâm thái của họ, họ cảm thấy hạnh phúc và họ xem tiền bạc như mây bay. Đây mới là đệ tử của Phật giáo chân chính. Tôi hy vọng các nhà sư Thiếu Lâm Tự và Bạch Mã Tự cũng có thể làm được như vậy. Ngày nay ở khắp mọi nơi, có những nhà sư giả, họ lái những chiếc xe đẹp đẽ và mang toàn đồ hàng hiệu. Chúng ta phải ủng hộ những nhà sư chân chính chăm chỉ như thế này. Hiện nay, việc kinh doanh tôn giáo, tín ngưỡng không còn là điều quá mới lạ. Việc tìm được một nhà sư chân chính thời nay là quá khó, gần như không có. Thế nên tôi không tin vẫn còn một nhà sư khổ hạnh như vậy. Mọi người khổ tu thường vất vả. Nếu ai đang quay video về vị sư này thì xin hãy che mặt lại. Nếu vị sư này trở nên nổi tiếng thì sẽ có rất nhiều người tìm đến phá vỡ sự yên tĩnh. Chưa hết, sẽ có những thế lực phá hoại con đường tu hành của những nhà sư như thế này. Ở Trung Quốc đã có một trường hợp như vậy. Nói chung là đứng trước mọi sự việc nào đó, ai cũng sẽ có cho mình một cách nhìn nhận khác nhau. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Trong giáo pháp của Đức Phật có đến 84.000 pháp môn tu. Vậy việc thầy Thích Minh Tuệ chọn cách hạnh đầu đà cũng là quyền lựa chọn riêng của ông ấy. Những người khác chọn pháp tu khác cũng là quyền của họ, hoàn toàn không có sự đúng, sai hay là hơn kém ở đây. Chỉ hy vọng các tổ chức cá nhân không lợi dụng điều đó để xuyên tạc, tạo ra những định kiến sai lệch về tôn giáo và tín ngưỡng. Đến đây thì video ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ như thế nào về hành trình tu khổ hạnh của thầy Thích Minh Tuệ? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Nếu thấy video hay, hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên nhấn follow kênh để giúp Bỏ Thông Thái sớm đạt 40.000 lượt đăng ký nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.